Thưa quý vị, sáng nay, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2023 đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Trước khi diễn ra hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, ngày 23 tháng 3 năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký quyết định số 84 về việc chỉ định đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương đầu tiên mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia. Tại hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo của Đảng ủy Công an Trung ương đánh giá kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ, dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương giữa nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá tình hình công tác công an 6 tháng đầu năm và nhìn lại nửa nhiệm kỳ định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Công an, kiến nghị những nội dung mới, chủ trương mới trong tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương là Thứ trưởng Bộ Công an. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin hội nghị trong các bản tin sau.